hôm nay mình sẽ ăn bữa ăn đêm là mình sẽ làm mì tương đen. Đây là mì trộn tương đen. Đây là mì ăn liền của nhãn Torino. Bây giờ mình sẽ làm nha. Đầu tiên các bạn lấy một cái các bạn làm nước sôi lên, hay là cái này nước sôi của mình. Nó nước đã sôi rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ mì lên. Bây giờ mình sẽ lấy cái đũa, mình trộn mì lên. Các bạn nhớ nấu chín cho nó mềm nha. Ở trong gói mì á thì nó còn cái vụn ở đây nè, các bạn đổ vô luôn nha. Đây là cái gói bột gia vị của mình. Cái bột gia vị. Còn ở đây là gói rau sấy khô. Còn đây là, mình nghĩ đây chắc là một cái gói dầu á các bạn. Mình thấy cái dầu này nó khác nha. Nó giống mấy cái dầu bình thường. Nó giống mấy cái dầu bình thường của mình chứ không phải là dầu của mì gói bình thường. Cái màu nó sẽ đậm hơn. Bây giờ thì cái gói rau sấy này mình sẽ cắt thảy ra luôn để cho nó mềm nha các bạn. Cái gói mà gói bột gia vị á, cái gói tương đen các bạn, các bạn không có được bỏ vô liền luôn nha. Các bạn đợi một lát các bạn mới bỏ. Mì trộn mà các bạn phải nhấc hết nốt đã. Wow, thơm quá các bạn ơi. Vì đây thì nó nhìn hơi giống mì gói, nhưng mà thật ra nó là mì tương đen. Wow, mì nó đã vàng luôn rồi đó các bạn. Ngon chưa? Sau khi thơm mì nó mềm là mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một cái dĩa nha. Bước này thì nó hơi nóng nên các bạn phải múc cái mì này ra. Wow, thơm quá. Các bạn lấy hết mì ra luôn nha. Còn cái nước này thì các bạn không có sử dụng được, tại vì mì trộn mà đâu cần nước. Thơm lắm luôn các bạn. Bây giờ thì các bạn cắt cái gói dầu ra nha. Các bạn vắt cho hết luôn nha. Bây giờ các bạn bỏ rác vô cái bịch hồi nãy nè, để một hồi mình cơm dục luôn. Rồi bây giờ các bạn bắt đầu trộn tương đen nha. Đầu tiên các bạn sẽ cắt cái gói bột gia vị này nè. Bây giờ các bạn bắt đầu lấy đũa, hay là lấy cái muỗng gì đó cô, các bạn trộn lên. Từ mì màu đen các bạn, nó sẽ biến thành mì màu vàng. Từ mì màu vàng biến thành mì màu đen đó đúng.
Các bạn nhớ trộn cho đều nha. Ngon quá các bạn ơi. Đây là ướp gì ướp chảy, có thể ở đây các bạn có thể nghe mùi của nó thơm lắm luôn các bạn. Đây, cuối cùng mình cũng có